Chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp mặt tiền đường số của trục đường Quang Trung thuộc phường 14 quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà mặt tiền cực kỳ đẹp và sang chảnh với cách thiết kế mới nhất năm 2021 nha. Với diện tích rất khủng nha, ngang 4m2, dài lên tới 21m. Nhà mình được xây dựng với kết cấu một trệt, một lửng, 3 lầu. Và căn nhà này được túc tới 4,5 tấm nha. Có sân thượng bên trên. Và chúng ta sẽ có 5 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh, có 2 phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phơi đồ đằng trước nha. Một căn nhà rất đẹp, tặng full nội thất, gỗ đỏ lên tới khoảng tầm cả tí đồng, rất đẳng cấp nha mọi người. Đây là con đường trước nhà mình. Con đường rộng lên tới 10m, đường thông buôn bán, mặt tiền đường số của trục đường Quang Trung nha. Và nhà mình nằm kế bên với siêu thị E-Mark 2, siêu thị lớn nhất quận Gò Vấp và đang được xây dựng. Nằm kế bên với siêu thị E-Mark 2 luôn. Khu vực này rất đẹp nha, chúng ta chạy thẳng ra đường bờ kè của quận Gò Vấp. Trong này toàn là biệt thự, nhà lầu và khu nhà mình đường tới 10m thông buôn bán luôn. Căn nhà mình hướng chính là hướng đông bắc nha mọi người, phù hợp với những quý anh chị nào theo phong thủy là tây tứ trạch. Sẽ có một lớp cổng sắt, một bộ cổng sắt đúc cực kỳ dày và luôn. Bộ cổng này phải tầm 40 triệu đồng. Bộ cổng rất đẹp nha. Và đây là khu vực gara ô tô. Gara ô tô thì chủ nhà bố trí dài được khoảng tầm 5m, chúng ta có thể thoải mái đậu được xe hơi 7 chỗ, xe 4 chỗ hoặc là xe bán tải thoải mái nha. Được đổ bê tông ở khu vực này luôn. Và chủ nhà có ốp gạch. Phía tường thì chủ nhà sẽ trang trí vẽ một bức tranh. Tranh vẽ cực đẹp, tranh phong cảnh rất là sang trọng nha mọi người. Và chúng ta di chuyển vào trong sẽ là khu vực phòng khách. Trên phòng lớn bố trí làm phòng karaoke. Khu vực ngoài này sẽ là tủ giày dép. Căn nhà mình không có lộ giới nha, đất công nhận hết luôn. Ngang 4m2, sâu 21m. Và làm đồ rất cao cấp theo kiểu biệt thự villa kiến trúc tân cổ điển. Toàn bộ sử dụng lan can là hợp kim nhôm, gỗ có đó trong nhà. Và trang trí theo kiểu tân cổ điển rất đẳng cấp nha. Nội thất và đồ thì lên tới cả tí đồng. Riêng đồ nhôm đúc đá tới 300 triệu. Và chủ nhà có bố trí nội thất giường tủ máy lạnh full tới 5 phòng. Đây sẽ là không gian phòng khách và có thể đậu xe hơi ở đây được. Căn nhà có thể đậu lên tới 2 cái xe hơi nha. Sàn được bố trí gạch 80. Tặng lại bộ sofa nhập khẩu trị giá tầm 30 triệu đồng. Tường được ốp gạch lên tường và trang trí tranh vẽ nha mọi người. Trần bố trí thạch cao và đèn chùm rất sang. Thạch cao có họa tiết hoa văn cực kỳ đẳng cấp luôn. Hướng nhà mình là hướng đông bắc và căn nhà này là căn nhà mặt tiền đường số nha mọi người. Quý anh chị khách hàng nào quan tâm thì hãy alo trực tiếp về tới nhà mình để được sở hữu với giá ưu đãi nhất. Cầu thang nhà mình được chủ nhà trang trí khá là sang. Chủ nhà cực kỳ chịu chơi luôn. Làm hai trụ, hai con sư tử trị giá lên tới 50 triệu đồng. Và đối diện thì sẽ có tủ gỗ có đỏ. Lan can sử dụng là tay vịn gỗ có đỏ, tay vịn to và sử dụng hợp kim nhôm, ốp đá kim sa. Nội thất nhà này phải tới 1 tỷ đồng. Và ở phòng bếp thì chủ nhà bố trí sàn gạch 80 y chang bên ngoài, có ốp gạch lên tường. Tủ bếp sử dụng vẫn là tủ gỗ đỏ nha. Hai vách ngăn để tủ lạnh. Khu vực tủ bếp nhà mình thì chúng ta được chủ nhà trang trí rất sang nha mọi người, rất sang trọng. Phía sau này chúng ta có một toilet và giếng trời. Căn nhà mình có tới 5 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh. Và chúng ta có 2 phòng thờ, sân thượng trước và sân thượng sau phơi đồ. Phía trên thì được chủ nhà đúc hết luôn, thì chúng ta có thể trồng cây,
nuôi chim nuôi gà ở phía trên tầng cao nhất được. Nhà mình đúc tới 4 tấm rưỡi, đúc cao hơn những căn nhà phố khác nửa tấm nha. Rất đẹp và sang trọng luôn. Ngang 4m2, dài 20m, một căn nhà mặt tiền buôn bán. Giá bán của căn nhà này là 9 tỷ 150 triệu đồng. Chúng ta vẫn còn thương lượng nha. Và anh chị khách hàng nào liên hệ tới nhà Bắc Hưng, chúng ta sẽ được sở hữu với giá ưu đãi và giá hợp lý nhất. Chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực tầng lửng, khu vực phòng karaoke hoặc có thể bố trí làm phòng ngủ được. Toàn bộ tranh ảnh nhà mình được vẽ nha mọi người. Di chuyển vào khu vực tầng lửng thì chúng ta sẽ được trang trí toàn bộ là cửa gỗ đỏ, bao cửa kính xung quanh có thể làm phòng máy lạnh được. Và chủ nhà có trang trí cho nhà mình 5 cái máy lạnh mới luôn, với sàn gạch da gỗ cực kỳ sang trọng. Và căn nhà này thì chủ nhà bố trí tầng lửng này làm phòng ngủ luôn nha. Có nhà vệ sinh ở đây. Phía sau này có vẽ tranh. Tranh này là tranh vẽ luôn nha mọi người. Làm rất kỹ và sang luôn. Hướng nhà mình là hướng đông bắc và nội thất căn nhà này lên tới cả tỷ đồng. Có tủ quần áo, kệ tivi ở khu vực tầng lửng luôn nha. Chúng ta cùng nhau di chuyển lên khu vực lầu 1, khu vực phòng ngủ số 1 và 2. Lan can là hợp kim nhôm. Riêng tiền nhôm của nhà này lên tới phải tầm 300 triệu đồng rồi. Tay vịn gỗ đỏ nha. Phòng ngủ 4 phòng trên này được tặng nội thất full với cửa gỗ đỏ nguyên khối gỗ 5 phân nha. Sàn gạch 60 giả gỗ. Và mỗi phòng thì có một toilet riêng. Căn nhà này có tới 5 phòng ngủ 7 cái toilet. Hướng nhà là hướng đông bắc nha. Giá tiền đang được giao bán là 9 tỷ 150 triệu đồng. Phòng ngủ nhà mình sẽ được trang trí giường 1m8, kệ tivi, bàn trang điểm và tủ quần áo nha. Cửa nhôm xin pha, ban công đúc 1m2 với lan can bằng hợp kim nhôm. Một căn nhà mặt tiền đường số, mặt tiền đường buôn bán. Ngang 4m2, dài tới 21m. Trang trí toàn bộ nội thất cao cấp và cực kỳ sang trọng luôn. Phòng ngủ cực đẹp luôn nha mọi người. Ta có nội thất gỗ An Cường và máy lạnh mới Daikin. Mỗi phòng một cái máy lạnh Daikin Inverter, tiết kiệm điện. Phía trong này sẽ là khu vực phòng ngủ số 2 này. Khu vực phòng ngủ số 2 thì cũng được trang trí đầy đủ nội thất y như với phòng ngủ số 1. Phía sau chúng ta có toilet được đưa về sau cùng. Có cửa ra giếng trời và trang trí tranh vẽ cực đẹp, cực kỳ khác nha. Một căn nhà không đụng hàng. Đường tới 10m. Rất đẹp luôn. Anh chị khách hàng nào đang quan tâm thì hãy alo trực tiếp về tới nhà đất Bắc Hưng để được sở hữu với giá tốt nhất và rẻ nhất. Bên em với đội ngũ đông tư vấn và hỗ trợ anh chị thương lượng được giá tốt thì anh chị cứ liên hệ về tới bên em nha. Chúng ta cùng nhau di chuyển lên khu vực phía trên. Khu vực lầu 2, phòng ngủ số 3 và số 4. Trên này thì chủ nhà trang trí giống như với bên dưới nha. Giống y như với lầu 1. Cũng có đầy đủ nội thất như vậy. Rất đẹp, rất sang luôn. Chỉ chờ anh chị đến sở hữu thôi. Một căn nhà cực kỳ tuyệt vời rồi. Chúng ta cùng nhau di chuyển lên khu vực phía trên.
khu vực phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Nhà này có hai phòng thờ luôn, đúc 4,5 tấm. Đây là phòng thờ đằng trước này. Thì chúng ta nếu mà theo đạo Công giáo thì chúng ta thờ Thiên Chúa ở phía sau. Cửa nhôm sifa bên ngoài được ốp gạch, hai cột thì được sơn giả đá nha. Trang trí rất đẹp, rất sang trọng rồi. Trên này có làm mái và trên được đúc hết. Căn nhà này sổ hồng riêng và đã hoàn công rồi. Ta chỉ việc đến để xem và trả giá thôi. Giấy tờ hợp lệ nha mọi người. Phía sau này sẽ là khu vực giặt và phơi đồ này. Ở đây chủ nhà cũng có bố trí sẵn một nhà vệ sinh luôn. Có cầu thang để chúng ta di chuyển lên khu vực sân thượng phía trên nha. Ta cùng nhau di chuyển lên trên này luôn nha mọi người. Thì ở khúc phía trên này thì chủ nhà có trang trí đầy đủ cho nhà mình rồi. Có khung sắt, được ốp gạch ở đây. Khu vực này thì có đầy đủ. Thì anh chị nào nếu mà có sở thích trồng cây, nuôi chim, nuôi gà thì ra lên đây trồng thoải mái nha. Chủ nhà có ốp gạch sạch sẽ rồi. Và nhà mình thì gần kế bên với siêu thị MH2. Video của em Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Anh chị khách hàng nào xem video hãy nhớ đăng ký kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.